Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình nhận định và bình luận của báo điện tử bóng đá. Vào ngày 22 tháng 3 thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân tại vòng loại U23 châu Á gặp U23 Brunei và chiếc trận đấu này chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của nhà báo Chí Công. Xin chào nhà báo Chí Công, cảm ơn anh đã đến với chương trình nhận định và bình luận của báo điện tử bóng đá. Dạ vâng, xin chào biên tập viên Dương Hương. Xin chào quý độc giả của báo điện tử bóng đá. À, thưa nhà bà Trí công đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng 6-1 trước đội tuyển U23 Đài Bắc trong trận đấu thử nghiệm trên sân hàng đẩy à, đây là một trận đấu mà nhằm giúp uh, ban huấn luyện của hai đội đánh giá và giả soát lực lượng chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á à, anh Trí công đánh giá như thế nào về đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại dạ vâng thì vào ngày 20 tháng 3 luyện Park Hang Seo đã tiến hành chốt danh sách và chúng ta có 23 cầu thủ cuối cùng để tham dự vòng loại U23 châu Á năm 2020 thì uh, luyện Park Hang Seo có vẻ như đã rất lăn tăn trong việc lựa chọn ai sẽ là người những người mà ông lựa chọn để thi đấu vòng loại bởi vì, vì, ngay sau trận đấu với đài bắc trung hoa thì ông chỉ loại có 5 cầu thủ thôi và đến tận hôm nay thì ông đã luyện 6 cầu thủ và theo tôi nhìn thấy thì những cầu thủ đấy là những cầu thủ ưu tiên trên mặt trận tấn công điều đồng nghĩa với việc là ông đang rất muốn có nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự hơn ở vòng loại U23 châu Á năm 2020. Vì sao chúng ta nhìn thấy rằng mặc dù chúng ta ghi tới 6 bàn trước Đài Bắc Trung Hoa nhưng chúng ta cũng để thua một bàn trước à, họ và những trận đấu trận đấu đấy là trận đấu nội, nội, nội bộ nhưng mà tôi có theo dõi thì hàng phòng ngự của chúng ta vẫn còn khác nhiều sai số và bản thân ông Park Hang Seo thì cũng dưới sự an toàn ông thì ông muốn rằng là ông có những con bài mà phòng ngự tốt nhất để có những cái phương án thay thế kịp thời đặc biệt trong bối cảnh mà đình trọng đang có vấn đề về chấn thương thì tôi nghĩ rằng là trận đấu với brunei là trận đấu nó có nhẹ nhàng về hàng phòng ngự thôi nhưng sẽ là một trận đấu về nhiệm vụ tấn công sẽ là có rất quan trọng à, sau khi mà tiến linh thì cũng đã vắng mặt để chấn thương rồi thì tôi nghĩ cái trách nhiệm ghi bàn sẽ nhiệm hai cầu thủ một là đinh thanh bình và hai là hà đức trinh một trong những cầu thủ mà cũng trải qua rất nhiều những sự chỉ trích của giới truyền thông cũng như là người hâm mộ trong thời gian vừa qua. À, anh đánh giá như thế nào về cơ hội của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu lần này ạ? Chúng ta nói rộng một chút nhé bởi vì tôi nghĩ rằng là mục tiêu của U23 Việt Nam là ngôi đầu bảng. Vì cái việc mà Pakistan ở một bảng nào đó, ở bảng trong bảng thi đấu vòng loại đã giải rút lui khiến cho việc cạnh tranh ngôi nhì bảng để nằm trong top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp rất là khó khăn. Bởi vì hiện tại chúng ta cái việc mà chúng ta thi đấu với cả Indonesia cả Thái Lan thì cái khả năng cạnh tranh rất là lớn và cái tỷ lệ để chúng ta ghi bàn đậm trước họ để nằm có hiệu số tốt trước họ là không cao. Tôi nghĩ rằng là trước tình hình vậy thì Văn Phong Hạc Sơ đang hướng đến việc là giành mục tiêu là giành ngôi đầu bảng ở ngôi họ đầu bảng K. Chúng ta có những lợi thế. Thứ nhất là chúng ta thi đấu trên sân nhà. Thứ hai là chúng ta có một sự chuẩn bị tương đối tốt nếu so sánh với các đối thủ khác và thứ ba là chúng ta đối thủ chúng ta ở bảng này thì ngoài Indonesia là rất tập trung rất là quan trọng. thì Thái Lan thì gần như là thi đấu theo kiểu là thi đấu không 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 ảnh hưởng lắm bởi vì họ là chủ nhà của vòng chung kết nên dù có kết quả thế nào chăng nữa thì họ cũng sẽ giành quyền đi tiếp mà thôi. cái vấn đề thứ hai là Brunei cũng là một đấu rất là yếu. tôi nghĩ rằng là hai đối thủ, một đối thủ thì không có nhiều động lực, một đối thủ thì rất là yếu thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn và chúng ta chỉ cần tập trung tối đa vào trận đấu với Indonesia giải quyết được trước Indonesia tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có cơ hội và tôi vẫn tin là à với Đông Kim Á à Quân thì tôi nghĩ rằng là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Vâng vậy quay trở lại với trận đấu gặp Brunei sắp tới thì um, cũng như là ở giải đấu lần này thì theo anh huấn luyện viên Park Hang Seo đã có những cái sự chuẩn bị như thế nào dành cho đội tuyển U23 Việt Nam? Huấn luyện viên Park Hang Seo thì có tập trung đội tuyển U2 U23 Việt Nam vào ngày mùng 3 tháng uh, 3 và sau đó thì uh, đến ngày mùng 8 tháng 3 thì ông mới có đầy đủ quân à uh, mùng 8 tháng 3 thì ông lại thiếu mất một số cầu thủ của Hà Nội và đến gần đấy vào đến ngày 13 thì ông mới đủ quân số. Như vậy tôi tính ra là chỉ trong vòng một tuần thì ông mới có sự chuẩn bị được. Tôi cho rằng là Ron thì theo thời gian chỉ một tuần thì có lẽ là không đủ. Ông vẫn nói rằng nếu trong thời gian khoảng 5 tuần, trong 5 tuần thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có phần khác. Và tôi nghĩ rằng cái sự chuẩn bị chúng ta là có thể so với Thái Lan của cũng đây tốt hơn, nhưng so với Indonesia thì chúng ta không bằng. Và đấy là một trong những thiệt thòi của chúng ta. Cái thứ hai thì tôi nghĩ rằng là hiện tại những quân số mà như như chúng ta đang có trong tay thì tôi nghĩ rằng là Họ hầu hết là những cầu thủ đã từng thi đấu ở U2 Việt Nam và như chúng ta thấy thì U2 Việt Nam đã thi đấu cũng không được sự là một cái mang đến cái cảm giác mà hài lòng tới người hâm mộ và tôi nghĩ rằng đây là một cái khó khăn của chúng ta. Lực lượng chúng ta ngoại trừ những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu hay là uh, Quang Hải, Văn Hậu và Bụi Đình trọng ra thì những cầu thủ còn lại tôi nghĩ chất lượng nó cũng ở mức độ uh, chưa được uh, có sự nổi bật hẳn hoàn toàn và tôi nghĩ đây là một cái khó khăn vẫn toàn phương À, về đội tuyển U23 Brunei thì à, họ bị đánh giá là một đội tuyển yếu nhất ở bảng K. Đó, tuy nhiên trong số những cái cầu thủ của họ thì à, đáng chú ý nhất có lẽ là cầu thủ à, Faipokia cháu của quốc vương Brunei. À, cầu thủ trẻ này thì đã trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea và từng thi đấu cho Leicester City. Vậy thì anh có thể à, cho độc giả của bóng đá Plus biết một số thông tin về cầu thủ này cũng như là về đội tuyển à, U23 Brunei được không ạ? À, tôi nghĩ rằng là Bokia, Faipokia là một trong những cầu thủ mà đến cả Messi, Ronaldo cũng sẽ phải ao ước bởi vì cái khối tài sản quá khổng lồ mà anh được thừa kế. À, cháu à, anh là cháu của quốc vương à, Hassana Bokia và con của một ông tài phiệt à, mà tài phiệt giàu mỏ nổi tiếng ở Brunei. Và khối lượng mà theo tôi được biết thì khối lượng tài sản mà anh ta được thừa kế, một trong những người thừa kế của quốc vương thì lên tới là 15 tỷ đô, 15 tỷ bảng. Đó là một con số mà cả cả Messi Ronaldo có kiếm cả, cả cuộc đời cũng chưa chắc bằng Bokia. Và một số những thông tin thì Bokia vì giàu có ra thế rất là khủng nên là Bokia cũng tạo điều kiện cho Anh Quốc anh thì đấu cho một số câu lạc bộ như là đội trẻ của Leicester này, à, đội dự bị của Leicester, trước đấy là đội trẻ của Chelsea, Arsenal. Tôi nghĩ rằng là bokia có một cái lý lịch rất là ok, nhưng về khả năng bóng đá của anh thì chúng ta đã được kiểm nghiệm rồi. Đấy là năm 2015 ở SEA Games mà chúng ta lứa công phượng chúng ta đá với U23 Brunei thì bokia cũng không thể hiện được điều gì quá lớn đặc biệt. À, tôi nghĩ rằng là anh ấy chỉ khủng về gia thế và dù có tiền bạc thôi. Còn nếu mà ra sân khi mà thi đấu theo sự công bằng à, 100% về sức lực và kỹ thuật thì tôi nghĩ rằng là bokia cũng không thể giúp Brunei vượt qua được việt nam hoặc tạo ra bất ngờ gì cả tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà nếu như chúng ta giành chiến thắng trước brunei chúng ta sẽ có lợi rất rất lớn để cạnh tranh ngôi đầu bảng bởi vì sao vì khi mà có hiệu số tốt trước brunei thì chúng ta sẽ có một cái lợi thế nào đó để khi đối đầu với indonesia và thái lan chúng ta tự tin hơn Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một trận đấu mà chúng ta xem thêm hàng công chúng ta thế nào như tôi đã nói chúng ta sẽ tập trung vào hai trung phong một là hà đức trinh và hai là đinh thanh bình và tôi hy vọng rằng hai cầu thủ này sẽ làm tốt nhiệm vụ ghi bàn trước Brunei để qua đó tạo ra một cái sự tự tin nhất định hướng đến trận Indonesia và Thái Lan. À, vậy thì anh nhận định như thế nào về tỷ số của trận này? Tôi nghĩ rằng tỷ số sẽ là 5-0. Chúng ta từng thắng Đài Bắc Trung Hoa rất dễ dàng và thực ra Đài Bắc Trung Hoa và Brunei thì Đài Bắc Trung Hoa thậm chí còn hơn, hơn cơ. Nên tôi nghĩ rằng là 5-0 là một tỷ số có lẽ là vừa phải để chúng ta có lợi thế nào đó. Tôi hy vọng tỷ số là 6-0 7-0 cơ, nhưng nói vống lên thì có lẽ là sẽ gây áp lực cho cầu thủ. Và tôi nghĩ 5-0 sẽ là một cái vừa phải để mục tiêu nó đang đề ra với các cầu thủ U23 Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 0 là nhận định của nhà báo Chí Công về trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Brunei, trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020. Ở vòng loại này thì Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Brunei, Indonesia và Thái Lan và các trận đấu sẽ khởi tranh từ ngày 22 tháng 3 cho đến ngày 26 tháng 3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Bóng đạp Plus cũng sẽ tường thuật trực tiếp những trận đấu này và cập nhật liên tục những thông tin về các đội tuyển cũng như về các trận đấu, ngày giờ các trận đấu. Uh, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo trí công đã đến với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo.